Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài đã, đang và sẽ còn tiếp tục khiến người dân miền Trung phải căng mình chống chọi. Thời tiết cực đoan không chỉ khiến sinh hoạt khó khăn mà còn gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp. Và trong tiểu mục nông nghiệp trong tuần ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đáng buồn mà phóng viên VTC16 đã ghi nhận tại các địa phương miền Trung. Tại Nghệ An, đợt nắng nóng oi bức nhất từ đầu năm đến nay đang khiến người dân phải thay đổi lịch sinh hoạt và sản xuất để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày thường xuyên từ 38 đến 41 độ C và không có mưa. Hạn hán khốc liệt đã làm chết 2.000 hecta lúa, 8.000 hecta lúa và hoa màu cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nghệ An có 625 hồ chứa thì 528 hồ nhỏ, hiện mực nước chỉ còn từ 20 đến 30%. Đặc biệt nhiều hồ đã cạn kiệt nước. Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu hạn hán nghiêm trọng nhất trong đợt nắng nóng gay gắt kéo dài này. Riêng huyện Hương Khê có hơn 940 hecta cam bưởi bị thiếu nước, rụng quả, 200 hecta lúa hè thu thiếu nước và khoảng 1.500 hecta ngô, đậu sinh trưởng kém do nắng hạn. Tỉnh Quảng Trị cũng rơi vào tình cảnh tương tự, hiện nước tại các hồ đập chỉ còn trên 20% dung tích thiết kế. Suốt 2 tháng qua, những công nhân thủy nông như chị Thúy đêm nào cũng đi kiểm tra nước điều tiết về các cánh đồng trên địa bàn do công ty quản lý. Có thời điểm, hàng trăm công nhân được huy động cùng một lúc để túc trực điều tiết hơn 1.000 cửa van, cống dẫn nước, giúp người dân cứu lúa, nhất là vào thời điểm ban đêm. Bản thân tôi là cũng có con nhỏ, nhưng mà tôi cố gắng sắp xếp việc gia đình của mình để là trực chống hạn từ 7 giờ cho tới là 12 giờ đêm. Liên tục, không kể ngày đêm và chủ nhật thứ bảy, đời thủy nông là không khi có phiên nước là phải trực chiến. Công nhân cùng La Nga đã quan tâm giúp đỡ hỗ trợ bằng mọi hình thức để rồi giúp cho bà con, tưới cho bà con đầy đủ nước tưới trong vụ hè thu này. Hiện toàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 4.000 hecta lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước tưới. Trong đó diện tích hạn nặng là gần 1.300 hecta lúa. Trước tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp trong tuần vừa qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình hạn hán tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác đã đến kiểm tra việc vận hành xả nước tại cống Bara, huyện Đô Lương và cống Bara Nam Đàn 2. Đây là hai công trình đầu mối cung cấp nước vào hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An và hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt cho 10 huyện, thành thị trong tỉnh này. Hiện nay, mực nước tại hai cống Bara này đang thấp, đặc biệt việc lấy nước từ sông Lam đang gặp khó khăn. Mỗi ngày chỉ bơm nước vào được từ 8 đến 10 tiếng. Gần 70 ngày rồi, không có mưa. Và phải nói rằng trong vừa qua thì cái diện tích mà gieo trồng của Nghệ An trong đợt này ảnh hưởng rất là nặng. Cụ thể thì diện tích hè thu chúng tôi khoảng 90.000 hecta hè thu mùa. Và hiện nay cái diện tích thiếu nước khoảng 10%. Trong đó diện tích bị hạn nặng, có khả năng bị lúa chết là đến 5%. Theo đánh giá của đoàn công tác, hiện nay Nghệ An là một trong những tỉnh Bắc miền Trung chịu hạn rất nặng với 25.000 hecta sau khi cấy gặp hạn nặng. Việc tỉnh Nghệ An đã chủ động hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để khắc phục hạn là rất kịp thời. Ngay từ đầu vụ đã chủ động định hướng và các tỉnh cũng đã hướng dẫn bà con nông dân chúng ta chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thí dụ chúng ta đang đứng ở vùng này, Nam Đàn của Nghệ An là đã chuyển một cái vùng cây màu. Thì toàn vùng chúng ta chuyển vụ này là được khoảng 6.000 hecta. Chúng tôi cho rằng đây là một cái cố gắng cũng rất là tốt. Để khắc phục hạn hán, Nghệ An chỉ đạo điều tiết nguồn nước từ hồ thủy điện Bản Vẽ ở thượng nguồn sông Lam có 1,8 tỷ mét khối nước, xả nước mỗi ngày 100 mét khối trên dây để tạo nguồn. Tại cống Bara Nam Đàn trực 24 trên 24 giờ để khi chiều lên tranh thủ lấy nước. Bên cạnh đó tổ chức tưới luân phiên, sử dụng trạm bơm dã chiến, tận dụng các nguồn nước khác để tập trung cứu lúa. Thưa quý vị, Tổng cục Thủy lợi cho biết là dự báo mùa khô ở khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn kéo dài đến hết tháng 8. Diện tích đang bị hạn hán thiếu nước trong khu vực đã lên tới trên 25.000 ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nghệ An 11.000 ha, Thanh Hóa 9.000 ha, Quảng Trị hơn 4.100 ha, Hà Tĩnh 990 ha, Quảng Bình 840 ha. Từ nay cho đến cuối mùa khô sẽ có thêm khoảng 13.000 ha bị ảnh hưởng hạn hán thiếu nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện đang chỉ đạo ngành nông nghiệp các tỉnh Bắc Trung Bộ đẩy mạnh các biện pháp chống hạn, cứu lúa cũng như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng hạn hán.